Thưa quý khán giả, thông cáo báo chí của Sở Y tế thành phố Cần Thơ phát đi tối hôm qua cho biết, qua công tác giám sát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và kết quả điều tra, truy vết, xét nghiệm trong ngày của ngành y tế thành phố Cần Thơ đã ghi nhận trên địa bàn thành phố có 59 ca nhiễm mới COVID-19. Như vậy là từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 cho đến nay, Cần Thơ đã có 4.915 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3.978 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong 59 ca nhiễm mới, có 15 trường hợp phát hiện trong khu cách ly tập trung và đang cách ly tại nhà, 24 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 5 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và 15 trường hợp sàng lọc tại cộng đồng. Hôm qua có thêm 73 trường hợp được điều trị khỏi, 1 trường hợp tử vong. Số trường hợp đang cách ly tập trung là 1.769 người, số người đang cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà là 2.433 người.